Thưa quý vị, chỉ hơn 3 giờ sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên giải cứu thành công cháu TTD, sinh năm 1991, quê quán huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2024, chị NTCT, sinh năm 1987, ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, trình báo về việc cháu mình bị lừa bán sang Campuchia đã hơn 4 ngày. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên báo cáo Bộ Chỉ huy, được sự hỗ trợ về nghiệp vụ của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đã liên hệ, phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Campuchia, tiến hành tìm kiếm bé gái. Được sự hỗ trợ của lực lượng phía Campuchia, đến 16 giờ cùng ngày đã tìm thấy cháu TTD tại một tụ điểm giải trí ở tỉnh Campuchia, Vương quốc Campuchia. Tụ điểm này do người nước ngoài là chủ. Ngay sau đó, cháu TTD đã được trao trả cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Hiện đơn vị đã thông báo về gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp với Hội Phụ nữ thành phố Hà Tiên hỗ trợ vật chất, ổn định tinh thần của cháu. Bộ Chỉ huy đang chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo luật định.